Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Nam Huy. Hiện tại thì em đang có mặt tại chi nhánh của Hưng Yên. Và hôm nay thì em làm cái video này thì để thông báo với các bác rằng là mai thì bên em sẽ khai trương ở cơ sở 1, cũng là trụ sở chính của Nam Huy ở tại chi nhánh Hà Nội, thì ở Thị Nghiệt Hoàng Mai. Thì tất cả những cái sản phẩm trong cái ngày mai và trong khoảng tầm 7 ngày tới thì bên em đã giảm giá rất là sâu với những cái sản phẩm. Có những sản phẩm rơi vào giảm giá rơi vào tầm 2 triệu trên một sản phẩm. Thì các bác cùng đón chờ vào ngày mai thì bên em sẽ lên trên cơ sở trụ sở chính, thì em sẽ live stream ở trên đấy. Đấy, live stream đấy thì bên em sẽ báo giá từng combo và từng sản phẩm một. Và trong cái vòng thời gian dừng qua thì em làm ra rất là ít video, bởi vì là em đang bận để tiến hành cho khai trương cơ sở 2 cho nó nuột nhất, và cũng là tìm nhân sự để tiến hành ở đấy để có thể phục vụ mọi người một cách tốt nhất. Thì hôm nay thì thông báo với các bác qua một số model thì bên em sẽ có chương trình giảm giá trong ngày mai. Ví dụ như là con model F931, một trong những dòng loa mà bên em đang bán rất là chạy, đó là F931 này, thì bên em đang có giá là 8 triệu sẽ được giảm giá xuống còn 6,9 triệu. Báo giá qua cho các bác thế. Còn C7000 như C6000 thì vẫn đang được cái giá rất là tốt. Như ví dụ như con C7000 này, mai sẽ giảm giá từ 1,5 triệu đến 2 triệu. Ví dụ đang đôi này đang 14 triệu thì trong một vòng 5 ngày tới thì C7000 sẽ được giảm còn 12 triệu thôi. Đấy. Loa S622 26 triệu thì cũng giảm giá không còn 25 triệu một đôi. S622 một model thì em vẫn chưa có thời gian luôn, em nói thật luôn là thời gian qua em vẫn chưa có thời gian để lên sóng chi tiết review chi tiết về cái sản phẩm loa cây S622 này, rất là đẹp và những cái đường vân cực kỳ đẹp này. Đấy, thì báo giá qua cho bác một chút, tất cả những cái sản phẩm EB Pro trong vòng ngày mai thì đều được giảm giá, cũng như là cây 2020 sẽ được giảm giá từ 6,8 triệu xuống còn 6,3 triệu, từ 500.000 ít nhất là trong những sản phẩm X10 cũng đấy, từ 7,5 triệu còn 7 triệu, chỉ áp dụng trong vòng 5 ngày, và mai em sẽ thông báo chi tiết cụ thể về tất cả những cái sản phẩm của bên em. Ở chi nhánh Hưng Yên này thì em vẫn hoạt động, em vẫn làm đây, bởi vì kho cũng như là trụ sở chính của em, kho tất cả các mặt hàng sẽ xuất được đi từ ở chi nhánh ở Mỹ Hào Hưng Yên này, và ở chi nhánh Hà Nội sẽ có nhiệm vụ đó là bảo hành tất cả những sản phẩm chính hãng của EBRO, là trung tâm bảo hành luôn. Khi mà các bác mua sản phẩm EBRO không nhất thiết là phải ở Nam Huy, mà ở các cửa hàng khác đều được bảo hành ở tại chi nhánh ở Hà Nội. Bởi vì khi mà bán hàng chính hãng, những cái sản phẩm chính hãng này thì chế độ bảo hành là cho chúng ta cảm thấy yên tâm hơn, là cái tốt nhất, đúng không ạ? Mọi người mua hàng ở đâu cũng thế thôi, có chế độ bảo hành tốt thì mới yên tâm dùng được. Nhất là đồ điện tử là một trong những thiết bị mà không thể tránh được, khi mà sử dụng 100 con thì cũng phải lỗi 1-2 con, không thể tránh được, đúng không ạ? Thì bên EBRO đã cho ra chung một cái trung tâm bảo hành cũng như kết hợp với Nam Huy Audio. Đó, đấy, thì em sẽ thông báo qua một chút là như vậy. Thì ở bên trên Hà Nội thì em đã tuyển xong tất cả nhân sự đã đi vào hoạt động, và bắt đầu từ ngày mai thì bên em sẽ có một chương trình khai trương cũng như là live stream giảm giá tất cả các sản phẩm, thì các bác cùng đón chờ video ngày mai. Đấy, hiện tại thì rất là nhiều đơn hàng trong cái thời gian gần qua là em không làm được video. Đấy, các bác lên đơn cũng như là về sản phẩm EB Pro này rất là nhiều này, và nhất là súp S15K và M1520S cực kỳ nhiều sản phẩm đã được đi, và cũng như combo được đi lắp đặt. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa có video lên sóng chi tiết. Chẳng hạn ví dụ như bình thường là em làm một video, em thường lên sóng test hàng gửi đi cho các bác khách, cho các bác yên tâm. Sắp tới thì chắc là từ ngày mai nó vào quy củ rồi, thì các bác có thể đón chờ ra nhiều video của Nam Huy hơn, đúng không ạ? Ok, và thông báo với các bác qua một chút thế thôi. Và em xin kết thúc video đây nhé. Đừng quên một đợt sale rất là mạnh trong vòng ngày mai, trong vòng ngày mai và trong năm hôm tới. Các bác nào mà muốn mua hàng giá rẻ ấy, giảm giá chính hãng ấy, thì các bác hãy liên hệ trực tiếp bên Nam Huy nha. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video lần sau.